cũng đã sắp mấy cái xề gao và nhìn rất là dễ thương, và mấy cái niên gao nữa. Ngoài ra thì có thêm phần mực nè. Rồi con với chị An lúc nãy cũng đã đi chợ và dân đi chợ ra ngoài sông mới dân mấy con ghẹ này đem về nè, còn dính cái lưới đây luôn nè, mọi người có thấy không? Con xin cảm ơn cô chú, và con cũng có nguyện vọng là để có được công việc ổn định hơn sẽ có một kế hoạch khác, ví dụ như có một số đất để mình làm thuốc nam hàng ngày để cho trong đội củ cải. Nếu mà hết củ cải rồi thì cũng có sở làm để mà chăm sóc thuốc nam này kia, mình có nguồn thu nhập hàng ngày hàng tháng. Dạ, chú nghiệp cô Dung gửi cho ông Chính 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống và mua thuốc ông Chính nha. Dạ. Cũng cảm ơn chú nghiệp và cô Dung đã gửi 1 triệu đặng mua thuốc đặng chữa bệnh. Cũng chúc chú nghiệp cô Dung là được nhiều sức khỏe và làm ăn trong phát tài trong công việc và cuộc sống. Con nghĩ là ngày hôm nay con cũng sẽ có quà cô chú rồi. Con chỉ nghĩ là cô chú sẽ tặng quà cho mấy cô chú trong đội củ cải thôi. Nhưng mà khi nhận được phần quà này thì con cũng rất là vui, nó là một cái động lực rất là lớn cho con. Này chuẩn mì ngon á. Mì gói hả chị? Đúng rồi chị. Trời ơi, ngon cực kỳ luôn. Chị nói bình thường nếu như mà lựa ít đó thì là 140, còn mình mua hết giá đặc biệt 130. Chừng bán chừng nữa thấy chứ gì. Mới nghe hả? Sao mấy bữa nay sao không trước đi chợ đâu thấy cô đâu? Thấy cô bán gà mà. Đâu thấy bán này đâu. À đúng rồi. Giờ bán gà chậm quá, giờ đổi kiếm cái mới sống ở đâu vậy? Năm nay bán gà cũng không được không cô? Cắt như thế nhà mình ký 20 đi. Sao mà đồ gãy cũng thế. Phải tắm gà đó. Mà sao nuôi mấy nhỏ học rồi. Giờ là bán nhiều hơn còn đi chợ. Dạ, năm nay con thấy cái lòng biết ơn cô ơi. Đồ gãy cũng vậy mà gà cũng vậy luôn, mà gà mình đâu có làm gì được. Rồi ba gửi thôi, ba gửi thôi, ba gửi 390 với lại cái kia 65.000 nữa. Dạ chưa tính này cho con nhiêu tiền đi. Dạ. Ba ký gửi 455 một mớ mực ống thì hồi nãy ở trên cũng ít á. Nay bán giá sao chị? 150. Mở lấy đi cho 150 thôi. Đó mặt buồn chứ. 150. 150 hả? Đấy. Thành luôn ha. Nghe cái con một nó tươi giống luôn á. Mặt ế nó bị buồn. 150. 150 thôi. Đặc biệt với 150. Cái con nhỏ nhỏ mình chụp. Nhưng mà ăn con này sẽ ngon. Nó ăn dạng con này nè. Này giống có một chút không anh? Không, vậy để nó tròn vậy thôi. Cái nó không có trứng. Chị em gì đó. Ủa chị ống mà nhưng mà con này nó nhỏ ha? Hay là tại cái kiểu là nó chỉ có bé lớn rồi nó hết lớn rồi? Cái này là nó tao kêu bà ống khúc. Dạ xíu quách luôn hả? Phèn không ngon. Bữa nay con nghe cái gì cái gỗ. Bữa nay con nghe cái gì. Coi chị ăn cho chị lấy bao nhiêu cái gỗ. Bữa nay là gọi là ăn không nổi. Trời đúng quý gỗ bự luôn mà kìa. Ôi là tàn. Chị bỏ gỗ này bự rồi. Chị xỉu ha. Rồi vậy đi. Miếng đi, lụm miếng đi. Đấy. Ê, bữa nay lụm miếng, bữa nay ấy dữ lắm luôn. Rồi căng cho em đi, coi được nhiêu rồi. Này, có 2 mét con ký. Miếng nó đi chữ gỗ còn 4 ký. Làm cái ống luôn nè. Ôi, mừng quá chị ơi. Mừng không? Mừng dữ lắm luôn. Bán cái này. Mặn luôn không? Mặn giùm em nha. Phá dọc con đó ngồi dọc hoài luôn rồi. Thôi em mua cá chả. Chị Như bên đó nãy giờ chị chờ có nhiều mấy đứa ơi. Bên đây cái giảm này cái cốc nè. Cốc gì hả bác?
cốc, cốc với lát. Ăn cốc với lát đi chị. Phá cười á. Cốc nhiêu ký? Cốc 200, lát. Lát, lát 250 hả? Cái cốc mắc hơn cái dạng. Mấy người cái dẫn nhưng mà rẻ hơn cái tháo quán. 2kg. 2kg. 2kg mỗi cái 1kg. Mỗi cái 1kg. 2kg. Cưỡi. Thấy không? Thẻo, thấy không? Thẻo chuyên nghiệp ghê ha. Muốn đá thì thẻo gì nè. Nạo thôi. Có mua cá mè cám không? Ờ, cá mè cám mạo thịt cũng ngon. Cũng ngon hả? Chợ thấy cũng dai bực bực luôn á. Cái này mà rỡ có 4-5 chục. Mè cám nha. Chị, giờ em thấy chị nạo quá nè, em mới biết được cái món mà cái gì nè, thắt lát rút xương á. Không nha, cũng còn xương nha. Không phải, nó không có nó xương với mình nạo gì đâu. Có rút trộn, mình trộn qua chung lên, mình có gặp. Cái đó là nó nói vậy đó, cái gì? Nhiều khi nó hơi sót. Đi chia ha. Vậy mình mà bán tay ký mình mà nạo được ký nhất cái chiều bán gì nữa ký cái cốc nè đệ nhất mỹ nhân cá chả rồi rồi mới ở việt nam đó nha chị là bữa nay được công dân mới luôn chị mà cho miếng cá chả ngăn tại đây là ở đây đây ăn dư luôn rồi nè cho cho ngăn lại đây mua cá chả nha khen nhiều nhiều vô nha khoái liền tâm lý chung của phụ nữ chị ơi cái này ngăn ở đây mực vô nước cá đâu mực không rồi để cái chả lên luôn cho nó tên để nắng chi lắm rồi này nắng lắm nắng dạ bao nhiêu tiền chị 350 cái gì 200 với 250 450 chút xíu nữa hả xíu nữa là lỗ rồi bé này sợ tổn hả chị ốc gai chị ốc gai mình ăn lẩu đúng không chị? Tại em thấy trong lẩu đó thấy có để cái này nè. Ừ đó. Có nhiều hồn ghê vậy. Nhiều. Đúng rồi. Bởi vậy cái này là sạch rồi đó. Về kỹ hơn mình ngắm nhìn cái nó đi. Rồi mình nấu cho nó dễ rồi. Bao quá vậy. Bao nha. Bởi vì ăn cái khác. Thì thôi. Chắc không đâu. Không. Đây sò tộ chị. Tộ. Sò tộ. Nướng ngon. Sò tộ nướng á. Bự lắm. Cái con này 250 gram chứ cái vỏ nó 250. Không được chị. Đừng em. Đừng ơi. Đề nghị đừng mở miệng. Dù gì cũng có ấy cân còn trẻ cân bình tĩnh. 330. Của em nhiêu vậy chị? 75 nghìn. Cảm ơn chị. Cho em mới xả đó luôn đi chị. Dạ. Để cái đó vô luôn đi. Rồi của em nãy giờ chị tính hết nhiêu rồi? Dạ 140 nghìn. Là mua rau muống nè. Rồi mua ít rau nhúng lẩu. Để xanh. Rau bánh chua thì chỉ cho. Dạ. Cà chua. 140 nghìn. Một rau bự chảng. Như cái bọc sò của mình. Bọc sò của mình á. Đó lẩu đâu cần củ cải hả chị? Không. Dạ. Bự nhiêu ký cô Thúy? Dạ, con nghe nhỏ. Nghe nhỏ 230, ghẹ bự là 350 á chị em. Còn bánh đó? Bánh đó là 230. À, bánh đó với bên đây là giống nhau chị em? Giống nhau. Vậy mình lấy hai loại hay là sao? Thì lấy hai loại đi. Ờ, tại loại bự thì nó hơi còn ít phải không? Nhưng mà nó ngon. Đúng không? Cái này cũng ngon. Cái cải nó hơi nhỏ. Tùy theo mùa hả cô? Cô nào hết cũng gạt gì cho ghê hết trơn rồi. Kìa này là ở Hà Tiên. Vì là hàng cái cung lấy rồi nó về sáng hay là về trưa ha? Lựa sao chị?
em chưa có kinh nghiệm nữa. Ba hồ, hà tiên. Nó cứng hả? Nó ngon đó. Ờ, vậy hả chị? Em không biết luôn. Rất là kinh nghiệm. Thì chị bỏ vậy, bỏ vô đây hay gì cô? Cà mau nó nuôi. Wow. Sao cô ơi, nhìn giùm con cái cô. À, 3 kg 3. 3 kg 3 là 350, loại 350. À, nó cứng không vậy? Bỏ đây anh chị. Này chị nắm coi nha, để mốt nó biết được lựa. Đây là chị xỉu. Này không ngon nè. Ngon là biết. Nó mềm ha. Được rồi, nó đang. Dạ đúng rồi. Tại vì nó cứng là nó con ăn nhiều lần á, con biết á, con có kinh nghiệm. Còn nó mềm là nó không ngon. Để ý một xíu là tự động em biết à. Yêu. Con không dám bắt nó luôn á. Đừng có kẹp tôi nghe. Nhà có bác sĩ không con? Không, con này ngon cảm ơn. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Chị ơi, con này được không? Nãy ta đòi lại bắt mua. Wow. Rồi, nó chạy rồi, cảm ơn. Đừng có kẹp nghe. Nhiều thân cô ơi. Quá rồi, một bọc bự luôn rồi. Dạ không, nhiêu là đủ rồi. Cái này là nước ngọt rồi, nước ấy không cô? Dạ. Cô Thúy ơi, con gửi tiền. Tính lại cho chắc đi. Sò bao nhiêu một ký hả cô? 120. Dạ, cái nào 120 đâu cô? Sò ngoài đó 80. Sò này 150. Mà bổ sức khỏe cho Cẩm ha, không cài giải cốt của cải đi. Em hả? Dìm lửa đi Cẩm. Dạ, cảm ơn chị. Chia 2 kg đó, ăn cho mọi. Wow. Chị về chia cho đồng đội em. Đồng đội em đông lắm. Chứ cô bỏ vô bọc qua cái cân bự dễ á cô thấy. Này sạch nữa không cô? Sạch nữa, có sạch không? Dạ sạch. Còn cái này thì sao? À, 2 kg phải không chị? Đủ rồi phải không? Dạ rồi. Dạ không, con không biết, con tưởng là chưa đủ. Dạ đủ rồi thôi. Hồi nãy cô hồi chị chưa? Rồi. Cô bớt nữa. Cô bớt 5 kg. Cảm ơn cô. Tôm bữa nay nhiêu ký hả cô? Hôm nay 170. 170 hả? Bên kia là gì chị? Không thấy. Hết rồi. Hết rồi chị ơi. Bên này hết rồi, còn bên đây còn à. Ủa giờ bên này sụp lại ha. Tại chắc này vẫn rẻ, được tôi ghét tôi làm đồ chai rồi. Vậy hả? Hôm qua nhớ 180 gì mà. Mấy ký chị ăn? Mấy ký cho em 1 ký thật chị. 10 tới chai nữa rồi nè. Rồi thì giờ mấy người mà nhảy thì chết chắc luôn rồi. Rồi có cả củ cải thì nó bị thơ, chứ lẽ thì bị chết dây. Mà cũng có chỗ là rất là trúng luôn, nhưng mà
hồi được giá mà được giá thì không trúng mùa. Buồn. Nói chung quy là dân đường khổ. Buồn. Tám là vậy, cứ qua mấy tấm thôi. Dạ. Chị hả? Chị hả? Rồi cũng được hết ha. Em ra đây cho bạn cảm lại luôn đi. Dạ. Có lòng từ thiện có chờ luôn mà. Cảm ơn Hiệu. Một trăm bảy, 170 rồi chị, nhân cho 4. 68. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha, xin chào mọi người. Dạ, ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà đang có mặt tại bếp ăn tình thương với sự hỗ trợ đến từ Mạnh Thường Quân rất là thân thương và khá là quen thuộc. Lúc đó thì cũng đang ngồi ở đây nè, nhưng mà bây giờ thì ngồi ở một chỗ khác, vài tháng nữa thì lại ngồi ở đây nữa nha. Dạ, đó là chú Nghiệp và cô Dung. Ngày hôm nay thì chị Dung đã ghi một cái tấm bảng là chú Nghiệp và cô Dung nè, gửi tặng cái buổi tiệc yêu thương. Con cũng xin chia sẻ cho các cô chú, anh chị và các bạn được biết về cái buổi tiệc hôm nay đó. Tại vì mấy ngày nay thì mọi người cũng thấy là mấy cô chú nhân công á, đi nhổ củ cải nè, người đi bẻ cải sậy, nói chung là đi giải cứu á, thì cũng rất là vất vả luôn. Thì con cũng biết là đổi lại cái sự vất vả đó thì cũng cô chú cũng đã gửi một cái phần tiền xứng đáng với các cô các chú hết. Nhưng mà ngoài ra thì chú Nghiệp và cô Dung á, vì rất là yêu thương mấy cô, ngoài ra nữa là mấy cô còn là ở xóm nữa, cho nên là chú Nghiệp và cô Dung muốn gửi một cái buổi tiệc yêu thương đến cho mấy cô và mấy chú trong đội nhổ củ cải. Và ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con đã đi chợ và mua hết các nguyên liệu để mà làm những cái món ăn thật là ngon, đặc biệt là mấy cô mấy chú thì thích cái món lẩu hải sản, cho nên ngày hôm nay thì tụi con sẽ làm một cái món là lẩu hải sản thiệt là bự, thiệt là khổng lồ luôn. Giờ này thì mấy cô cũng đã gần như là đông đủ, ngồi làm hồi trưa tới giờ rồi đó các cô chú. Nguyên liệu mà để làm cái món lẩu hải sản này thì sẽ có như sau. Dạ, đầu tiên thì sẽ có cái phần thịt bò đã ướp rồi nè, tiếp theo nữa đó là cái phần chả cá. Dạ, còn cái sò đó thì mình sẽ gan me, và có thêm nữa là nghêu nè. Ở đây thì mấy cô cũng đã sắp mấy cái xề gao, nhìn rất là dễ thương, và mấy cái nia gao nữa. Ngoài ra thì có thêm phần mực nè. Con với chị An lúc nãy cũng đã đi chợ, và dân đi chợ ra ngoài sông mới dân mấy con ghẹ này đem về nè, còn dính cái lưới đây luôn nè, mọi người có thấy không? Dạ, dạ đúng rồi, với lại tụi con đi cào tôm mấy về nữa là được mất tôm. Mấy Nhung đang cắt bên kia với bác Năm đó. Dạ, mới cào về luôn nha. Dạ, mà còn dính lưới luôn phải không? Dạ, tụi con thì cũng suy nghĩ không biết là mấy cô sẽ thích ăn gì, thì con thấy là lẩu hải sản là dễ ăn nhất, cho nên là ngày hôm nay thì con sẽ làm cái món lẩu hải sản khổng lồ cho mấy cô, và thêm nữa là một ít sầu huyết gan me để mà gửi tặng đến cho mọi người luôn. Con cũng không biết dùng lời lẽ nào diễn tả sự cảm ơn đối với lại chú Nghiệp và cô Dung đã giúp cho các bà con ở xóm Cồn cũng như là các bà con ở khắp nơi giải cứu được một phần nào giúp cho họ thu hồi vốn. Ngoài ra thì cũng giúp cho mấy cô đang thất nghiệp có việc làm. Hôm nay thì lại có một cái bữa tiệc là hoành tráng như thế này nữa. Thì tụi con rất là cảm ơn cô chú luôn nha cô chú ơi. Dạ, ở đây thì ngoài ra thì chị em cũng có nói là mời mấy cô thợ nấu lên để mà cùng chung vui nữa đó. Nhưng mà nay cũng sẽ có một hai cô thiếu, đó là bác Hai, Bảo Út với lại Bông Hậu. Dạ, còn ai nữa không ta? Bác Hai, Bảo Út, Bông Hậu với lại chị Kiều. Tại vì bốn cô thì có việc bận cho nên lên không có được. Mấy chị em tụi con cũng rất là tiếc luôn. Dạ. Đến năm là tiền nào cũng có hết vậy. Ngoài ra thì thêm nữa là hôm nay thì tụi con chỉ còn có 5 chị em thôi. Lý do là chị Út Nhàn thì cũng sáng cũng đã đi chợ chung, nhưng mà bác Kẹo đang bị bệnh đó cô chú, cho nên là chị phải chạy riết về để mà xem em như thế nào. Cũng mong các cô chú anh chị các bạn thông cảm cho chị Út Nhàn nha. Dạ, bây giờ thì mời mọi người cùng bắt đầu vào để mà mình chuẩn bị cái bữa tiệc ngày hôm nay. Phần ngon nhất của hai trái khóm này thế nào? Còn nữa, còn đang dắt nữa, đó mình để đó vô. Dạ, mình cho nước vô luôn nha. Nó cỡ 4 chảo đi. Dạ. Nhiều nhiều vô cho mấy chú ăn đơn giản. Cho em miếng nước nữa chị ạ. Chín này, chín là mình dắt luôn.
thơm quá trời thơm luôn ha. Cá này dai hết sức rồi. Này cẩm không có nhồi mà em nhồi lát năm nữa là nó có dai bằng cẩm nhồi không? Giờ nó phì lên nó bự ghê cái luôn. Này nó chín rồi cái nó nở gì một lát cái nó teo lại. Nó bụi nó teo lại. Ủa chị Dung, còn mấy nghiêu nữa chị Dung ơi. Mấy nghiêu ở trên nữa. Mấy nghiêu là mấy nghiêu cho nó lấp mặt á chị ơi. Xong để ngoài, để ngoài đi luôn. Để một súng hay là súng rồi. Rồi em cho ghẹ lên. Nghiêu là em chịu cho hả, chị nghĩ nó sắp vòng tròn bên ngoài đẹp hơn á. Để cho đúng không? Bây giờ mình sắp ghẹ lên đây nè, một ghẹ, hai ghẹ rồi tới tôm, tới nghiêu á. Ủa trời, nhà mình nay cảm giác giống như là nấu ăn ở nhà hàng vậy á. Quá trời đẹp và quá trời lộng lẫy luôn. Bên đây Nhung lụm mấy con ấy thôi cơ. Lụm mấy con xỉu xỉu thôi. Mọi đứa con nết. Lát nữa mình múc ra lẩu luôn. Quá hoành tráng rồi. Nước sôi, nước sôi. Ai không muốn nước sôi thì né cái chỗ này ra luôn. Rồi bật bếp lên để ghẹ vô cho nó chín nha mấy cô ơi. Rồi quá hoành tráng luôn rồi, ở bên chú kìa. Kìa bên mấy chú kìa. Wow, đó. Thích chưa, thích chưa. Rồi để con bấm lên. Để ghẹ vô nghe mấy Nhung ơi. Nhung, em để ghẹ vô nghe Nhung. Bên mấy chú á là được ưu tiên á là hai mâm bự luôn. Cho chị vỗ tay trước đi nha. Trời cũng đã tối rồi, bữa tiệc cũng đang chuẩn bị bắt đầu nha chú nghiệp cô Dung ơi. Thì trước khi mà bắt đầu thì con cũng một lần nữa giới thiệu cho mấy cô chú, anh chị và các bạn được biết về mấy cô mấy chú đang có mặt tại ở đây hết luôn. Bao gồm là mấy cô mấy chú trong đội như cô Cải là người mấy cô ở bếp ăn và mấy chị em tụi con nữa, con sẽ giới thiệu cho mọi người được biết. Dạ, đầu tiên thì cái gì từ đây qua đây chị hát. Dạ, đầu tiên thì có chị Kiều nè, với lại bông hậu hồi nãy có việc bận mà bây giờ thì bông hậu với lại chị Kiều đã đến rồi. Tiếp theo nữa là có chị Hai Bích nè, chị Hai là trong đội của Cải nha. Rồi có theo là mẹ chị An, bác Hai là trong nhóm nấu Kim Năm. Dạ, bác chín là ở trong đội của Cải, chị Ba Đỉnh nè, bé Nhung, bác Năm Sang. Dạ, bác Út. Dạ, bà Út. Ghé chơi luôn có chàng trai áo hồng là chồng của cô bé bên đây đó là tiếp theo nữa là bác Chính Đồng chồng của cô bé bên đây đó. Tiếp theo nữa là anh Chí nè, rồi ông Út nhà bà Út là bên đây đây, rồi có anh Hai Phúc nè, bác Ba Kẹp, rồi anh Đỉnh nè, bác Năm Sang, anh Hai Tâm với lại ba của con. Dạ, là đầy đủ hết luôn mọi người ở đây. Bây giờ thì mình cho chị rửa tay nữa nha. Bây giờ thì trước khi mà mình dùng cái bữa tiệc này thì ở đây mấy chị em tụi con cũng muốn cho hai đội đó làm, tại vì nhổ của Cải thì sẽ có hai đội đó là đội nam và đội nữ luôn, thì mọi người sẽ có một chút gì đó gọi là phát biểu cũng giống như là nói lên cái cảm nghĩ của mình, tại vì của Cải thì chắc chắn là sẽ không bao giờ mình nhổ hoài được, mình cũng phải kiếm một cái công việc gì đó nó sẽ ổn định hơn. Thì ở đây ngày hôm nay có đông đủ hết mọi người cho nên là con cũng muốn đại diện mấy cô với lại mấy chú trong đội của Cải mình nói lên cái cảm nghĩ của mình một chút và về cái công việc này cũng như là những cái định hướng sắp tới của mình như thế nào. Dạ thì đội nữ thì bác Năm gái sẽ là những người chia sẻ nha. Dạ, cùng mời bác Năm. Bác Năm đây là đó. Dạ, bác Năm có những cái chia sẻ gì bác Năm đại diện cho mấy cô trong đội nữ nha. Hồi nãy mình có chia sẻ nhau á. Bác Năm cũng thay mặt cái đội nữ nhổ củ cải
thì cũng cảm ơn chú Nghiệp và cô Dung nhiều đã trong cái mấy bữa qua đã giải cứu củ cải của mấy bà con nông dân nghèo mà bán không được đó. Thì cô với chú đã giúp đỡ và cũng tạo điều kiện cho mấy chị em sớm để có công ăn việc làm. Thì cũng cảm ơn cô với chú cũng rất là nhiều. Dạ. Rồi bác Năm có cái dự định nào đó cho công việc sắp tới lại với cô chưa? Thì bác Năm cũng có cái nguyện vọng là cũng làm sao để cho mấy chị em trong sớm để có cái công ăn việc làm ổn định hơn. Để mỗi ngày mà mình cũng có công ăn việc làm để thu nhập được, để khỏi bất bên là lo sợ là bữa nay mình có việc làm nhưng ngày mai không có. Dạ. Thì mình cũng một chút là suy nghĩ như vậy. À, con thì cũng rất là hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mấy cô sẽ có được một cái việc làm ổn định hơn, tại vì bây giờ công việc nó kiếm thật sự rất là khó khăn, để kiếm tiền thì cũng phải đổ mồ hôi rất là nhiều mới kiếm được nó, cho nên là con cũng rất là hy vọng là sẽ trong thời gian sắp tới mình cũng sẽ có những cái công việc khác để mà làm để cho mấy cô ổn định hơn và sớm cột của mình ngày càng phát triển hơn trong thời gian sắp tới nha. Cảm ơn các Năm nhiều. Dạ. Về phía mấy chú thì ai sẽ là cái người đại diện đây, con xin mời nha. Rồi, chắc chắn là đội trưởng rồi, đội trưởng ơi. Mà anh ba nha anh ba. Đây. Dạ. Trước tiên thì con cũng xin cảm ơn cô Dung và chú Nghiệp đã cũng tạo công ăn việc làm cho đội củ cải của con. Dạ. Để có việc làm cho đội củ cải của con. Thì con xin cảm ơn cô chú và con cũng có nguyện vọng là để có được công việc ổn định hơn sẽ có một kế hoạch khác, ví dụ như có một số đất để mình làm thuốc nam hàng ngày để cho trong đội củ cải, nếu mà hết củ cải rồi thì cũng có sở làm để mà chăm sóc thuốc nam này kia, mình có nguồn thu nhập hàng ngày hàng tháng hàng xin hết. Bây giờ thì cái việc mà trồng thuốc nam á nó cũng giống như là đang ngày càng phát triển, tại vì rất là nhiều nơi cần luôn, cho nên là mấy chú cũng muốn có dự định là sẽ thuê đất rồi trồng thuốc nam trong thời gian sắp tới. Con cũng hy vọng là những cái dự định của đó của mấy chú cũng sẽ trở thành hiện thực nha. Bây giờ thì trước khi mà mình dùng tiền, con cũng muốn nhường sân khấu một chút để cho chị An, chị An cũng có một số điều phát biểu. Dạ. Chị nha. Con cũng đại diện cho mạnh thường quân chú Nghiệp và cô Dung cũng chân thành cảm ơn các chú, các cô, các anh và các chị và các em cũng đã rất là nỗ lực và nhiệt tình trong cái việc giải cứu của cải của chú Nghiệp và cô Dung. Hôm nay sẵn tiệc của dịp ngày hôm nay thì cô chú cũng có tấm lòng yêu quý các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn thì gửi tặng buổi tiệc để ăn uống bồi dưỡng sức khỏe cho mình. Bên cạnh đó thì trong cái quá trình mà mình nhổ củ cải á, giúp cho bà con nông dân thì tình cờ cô chú có nghe thấy được á, là em vô không có giống như là bị đâu vô ơi chưa ơi dạ dạ chưa vô em có thể là nói là hiện tại là em bị té xe. Như có thể dọn cái chân vô lên được không? Trong thời gian tại củ cải gì đó. Em có thể nói lý do là tại sao mà chân mình bị thương không? Trong lúc chở té. Chở gì? Chở củ cải. Thì qua video thì chị có cùng em ngồi nói chuyện, nhưng mà vô tình thì chú Kiệt cô Dung rất là quan tâm tới vấn đề đó. Thì hôm nay thì cũng gửi món quà đến cho Vô nha. Hy vọng là Vô sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe của mình. Xin mời Vô. Tới đây, qua đây chị. Chúc mừng Vô Vô. Vô Vô là thành viên gần như trẻ tuổi nhất trong đội nhổ củ cải. Em có thể gỡ cái phần quà của mình. Đi chở nha. Đi chở đi chở đi chở. Mở con đi vô. Ngon nghẹt quá. Chị vô bao nhiêu chị vô ơi? 2 triệu 3
330.000. Đúng rồi. Do đó cảm ơn chú Nghiệp cô Dung đi. Dạ. À, cho con cảm ơn với chú Nghiệp cô Dung mà. À, chú Hiệp với cô Dung nhiều sức khỏe với rồi như đó là được rồi. Chú Hiệp cô Dung có gửi cho Jojo là 100 đô tương ứng với số tiền là 2.330.000 đồng, thì gửi tặng cho em một sức khỏe nha. Hy vọng là em chúc mừng sức khỏe rồi. Cái này là tôi không đều đặn nha. Dạ, tiếp theo là một người cũng được sự quan tâm của chú Nghiệp cô Dung, đó là chú Chính Đồng. Hôm trước thì lúc mà đi nhổ thì khúc sau thì bà Chính có nói là tại vì ông Chính bị đau chân á, cho nên là bị viêm khớp gối, cho nên là thời gian sắp tới thì sẽ không có đi nhổ củ cải cùng được. Cũng dạ. Muốn đi làm kiếm tiền đó mà đau quá đi không nổi. Dạ, con hy vọng là sắp tới ông Chính sẽ đỡ cái chân hơn để mà được đi nhổ củ cải cùng với lại mấy cô mấy chú nha. Hôm nay chú Nghiệp cô Dung cũng gửi một cái phần quà về cho ông Chính để mà sắp tới mua thuốc uống cho đỡ đau cái chân ông Chính nha. Con thay mặt con gửi cho ông Chính. Dạ. Triệu. Dạ, chú Nghiệp cô Dung gửi cho ông Chính 1.000.000 đồng để trang trải cuộc sống và mua thuốc ông Chính nha. Dạ. Cũng cảm ơn chú Nghiệp và cô Dung đã gửi 1.000.000 đồng mua thuốc là chữa bệnh. Cũng chúc công việc của Dung là được nhiều sức khỏe và làm ăn trong phát tài trong công việc và cuộc sống. Dạ. Wow. Chiến này hết đạo chừng luôn. Chị hai ra đi. Dạ rồi. Dạ, bên cạnh thì để công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn, gặp nhiều thành công đến với các cô, các chú, các anh, các chị và các cô chú cần giải cứu. Thì hôm nay thì công của Hồng Cẩm thì cũng rất là lớn luôn. Thì hôm nay thì chú Nghiệp cô Dung cũng có gửi đến cho em Cẩm nha. Thì thấy Cẩm nói rất là nhiều, rất là vất vả luôn khi mà thiên giác, nên cho nên là cô chú thấy tác phẩm của Hồng Cẩm rất là quý. Nên là cô cũng có cô chú gửi món quà về cho chị gửi tặng cho Hồng Cẩm nha. Cái này là 1-2 luôn. Đây là món quà của Hồng Cẩm nha. Tại vì các chị lớn rồi cho nên đây cũng là động lực dành cho Hồng Cẩm nha. Quà thầy sẽ nhường lại cho em hết luôn. Xin mời Hồng Cẩm mở ra nha. Trời ơi, sao tự nhiên đừng run con. Sao tới con cái nó kỳ quá. Em muốn quà lớn trước hay nhỏ trước? Quà lớn trước. Quà lớn trước. Xin mời. Em thích không? Dạ thích chị. Chẳng do rồi. Wow, đẹp quá, trần do y gan em luôn. Dạ. Từ nãy giờ thì con dẫn chương trình con rất là bình thường luôn, nhưng mà tới được con không nghĩ là ngày hôm nay con cũng sẽ có quà cô chú rồi. Con chỉ nghĩ là cô chú sẽ tặng quà cho mấy cô mấy chú trong đội củ cải thôi, nhưng mà khi nhận được phần quà này thì con cũng rất là vui. Nó là một cái động lực rất là lớn cho con. Thật sự khi mà đồng hành cùng với lại mấy cô mấy chú thì con cũng đã nói là có 4 điều vui, nhưng mà cô chú đã bổ sung cho con thì là tổng cộng là có 5 điều rất là vui đối với lại mấy chị em tụi con. Cho nên là con rất là hy vọng trong thời gian sắp tới cũng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với lại tất cả mọi người để mà tạo việc làm, tạo nhiều cái thu nhập hơn cho mấy cô, cũng như là lấy được một ít vốn cho những cô chú nông dân đang cực khổ. Đó là cái niềm vui của con. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên con thử sức với lại cái ngành nghề này, nhưng mà con thật sự con thấy rất là vui vì điều đó. Tuy nó hơi cực thiệt, nhưng mà về thì ngủ rất là ngon, tại vì ngon lắm. Học cảm sẽ ngủ thật là ngon hơn nữa khi mà gỡ phần quà này nha. Cái nữa chị. Đúng rồi, em sẽ hai phần mà. Wow.
Gặp. Wow. Xin chúc mừng em. Dạ. Con nhận được 2 triệu đồng, con một lần nữa cảm ơn chú Nghiệp và cô Dung rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn cô chú, chúc cô chú nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc cô chú nha. Con cảm ơn cô chú, không biết nói gì nữa. Dạ, gia đình con thì có 2 em rất là thân yêu luôn. Thì bên cạnh Hồng Cẩm thì không thể là gắn bó với nhau được. Thì mấy chị thì cũng đã lớn rồi, thì phần quà này cũng giống như là động lực dành cho em Cẩm và em Ngân nha. Tiếp theo là cô Ngân. Ngân thì không có nói nhiều như Cẩm, nhưng mà cũng góp phần rất là nhiều trong vấn đề công tác thiện nguyện nha. Thì chú Nghiệp cô Dung cũng gửi tặng đến món quà cho em là cũng là 2 món. Dạ, hy vọng là em sẽ thích. Em cảm ơn chị. Vậy là mai mốt em đi theo Cẩm lại. Tuy là không có nói nhiều nhưng mà sẽ nhường lại cho Cẩm nói thôi, mà em sau lưng em làm thôi. Không nha. Chịu không, mai mốt đi theo làm thôi rồi xong rồi nhường lại cái phần nói cho Cẩm. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Con không nghĩ là ngày hôm nay sẽ được nhận cái phần quà của cô chú đâu. Dạ, tại vì tất cả mọi người ở đây, các cô chú hay là các em ai nấy thì cũng có một cái công rất là lớn luôn trong cái việc mà giúp đỡ tất cả các bà con để mà giải cứu những cái nông sản ra nè. Cũng như là mình giúp đỡ được những cái gia chạy cơm được thiện để mà họ có được cái nguồn rau củ quả để mà nấu ăn rồi gửi tặng cho tất cả các bà con nghèo đang còn. Ngày hôm nay thì mấy em con thật sự rất là vui khi mà được đồng hành cùng cô chú trên cái con đường thiện nguyện này. Con hy vọng là sau này sẽ dài lâu hơn nữa, mấy em tụi con sẽ cùng cô chú và sẽ làm thêm được nhiều công tác hơn nha. Dạ. Con cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn cô chú. Dạ. Em ngủ rồi nha. Quá đói. Nè, để này ăn một người nè.
Cả nhà không? Rồi, lấy tình thì mực lớn cho. Chưa đi mực cái gì đưa để mực. Cái ăn mực này là món gì? Dạ. Có cái nào mình cạo lên hình như tôi thấy có một ít rồi à? Nhiều lắm anh em, mực mình nhiều lắm anh em. Nhiều ký lắm á chị. Sáng mình nhiều ký lắm luôn á. Giòn nó miếng lửa lớn. Bữa sau bếp ăn tình thương có món lẩu chua cay.
giờ vậy phải cho em nước một ly tăng lực nữa em mới nói nổi. Vui quá, đứa nhỏ cũng vui nữa chị. Dạ. Cả nhà mình hôm nay ăn có vui không ạ? À? Vui. Dạ. Ăn là phải ăn phải ngon chứ em. Ngon không ạ? À? Ngon. Rồi ai cũng thích, ai cũng thấy ngon hết. Con một lần nữa xin chân thành cảm ơn tấm lòng của chú Nghiệp và cô Dung nha. Cảm ơn cô chú lúc nào cũng yêu thương nha, mấy chim cho con và các cô ở tấm còn chúc cho cô chú lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị các bạn nha.